Xin chào các bạn. Bữa nay thì mình thuê xem cái anh thợ này ảnh đại tu cái hộp số M70 nha các bạn. Cái hộp số này là 5 tua của Trung Quốc. Cái hộp số này nó bị cháy bố nha các bạn. Rồi bây giờ mấy anh phải tháo ra rồi thay bố làm lại nha các bạn. Đây là một cái hộp số để mà đặt ở dưới tàu biển nha các bạn. Đây nè. Đây cái này là của Trung Quốc nha các bạn. Đây là cái thông số và cái kỹ thuật nó để mình đi qua đây mình quay cho các bạn xem. Đây là cái thông số và cái kỹ thuật và cái dòng tua nha các bạn. Thì cái hộp số này thì đặt máy gì cũng được nha các bạn, cũng tùy theo. Thì mình nghe anh thợ nói vậy thì mình biết vậy thôi, chứ mình thì cũng đang nhờ ảnh hỗ trợ để mình quay được một cái video này, một cái clip này nha các bạn. Đây là cái bánh găng để mà đấu vô bánh trớn của cái máy nha các bạn. Đây là phía này nè. Cái hộp số này là 170kg nha các bạn. Thì để anh đang thay bố vô. Bây giờ mình cùng xem anh thay cái bố vô nha các bạn. Đây là cái bố ở trong cái hộp số rồi các bạn. Đây mình cũng chưa biết cái cách như thế nào nha các bạn. Giờ thì mình cùng xem anh làm nha. Đây. Em thợ này anh tên anh Phong nha. Anh em nào có cần gì đó thì liên hệ qua bên ảnh. Đây là cái bố nè các bạn thấy chưa? Mình chưa biết cái nó như cái cách thức như thế nào các bạn. Bây giờ thì ảnh lao ở bên trong để mà ảnh thay bố vô. Bây giờ mình cùng xem nha. Chúc cô tiếp điện thoại đây ca còn tiền đồ tôi chứ. Bỏ trên bằng bố luôn. Đây các bạn, bố nè. Bố này nó không phải bằng bố nè các bạn, nó bằng thao hay là bằng bố, không phải bằng bố. Không phải. Cái này nó giống như là bằng nó cũng có một cái áo lớp bố bên ngoài các bạn. Cái này giống như mình nghĩ là bằng thao á, tại vì nó này cũng khó diễn tả lắm. Giờ coi ảnh lắp ráp từ bộ phận của một cái hộp số nha các bạn. Thì trước giờ mình cũng chưa có thấy được. Bây giờ mình cùng xem ảnh lắp ráp vô. Đấy. Tại vì trước giờ mình cũng chưa có thấy gã ráp cái hộp số nha các bạn. Miếng đó miếng gì anh Phong? Miếng đó miếng gì anh vừa gắn vô? Bố thép hả? Cái này là tới cái anh lắp ráp tới cái bộ phận này các bạn. Cái này là tổng cộng là 16 lá nha các bạn. Cái miếng đó kêu miếng gì anh? Miếng đen đen đó. Bố thép và bố thao. À một cái là bố thép, cái bố thao nha các bạn. Hồi nãy thì mình có nói rồi. Đây anh hãy để một cái bố thép, một cái bố thao cứ như vậy hoài các bạn. Bây giờ mình cùng xem nha. Nó gãy ngay chỗ cái mối chưa nữa anh hàng chờ tỏi luôn á. Gãy ngay đó không? Đây, giờ các bạn thấy chưa? Đây sắt bắt keo. Sắp xếp anh đưa vô đó một cái một luôn. Nghe nè. Đây là cái miếng bố thao các bạn. Canh cái độ chính xác không anh? Không, cứ đưa vô ngay thôi ha. Ngay thôi. À, một cứ là một miếng bố thép vào miếng bố thao nha các bạn. Mỗi một bên như là 4 lá phải không anh? Ừ. Hai bên là 16 lá. Rồi tới bên này nha các bạn. Một bên đó bên này nó cũng cùng với nhau luôn hết ta. Cái lỗ nó bị nhỏ. Hồi này ngoài số hồi dưới nổ máy không hay. Em có lệnh này, nổ máy mà không có ông thợ chính thì chút là mấy ông mệt liền. Thì bây giờ bên này anh cũng gắn sắp xong các bạn. Cái bố này là nó có cái nhiệm vụ gì anh? À. Nó nó chạy là nhiệm vụ của nó là nó khi mình ngắt bông go đó. Giữa thép và thao nó chạy với nhau. Nó chạy nào. Tức là nó có bông go. Khi mà vô số thì tất cả những cái này là ép sát hết. À. Nó không có cho chưa cái là bị suốt rồi. À.
cái phần này với cái phần nồi. Những phần tốt cho phần nồi nó không có xây ra cái gì thì gì gọi là bông nồi dính à. Đây đây là anh đang thử cho các bạn xem các bạn. Rồi cái cách thức một cái nguyên lý hoạt động của một cái hộp số nè các bạn. Khi mà đè vô vậy là vô số cái đè vô đầu để dính nè. Các bạn thấy chưa? Tô, đè mới phép vô. Còn nếu mà ngắt con nồi thì nó có tên lọc lọc kia. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là cái nguyên lý hoạt động của một hộp số anh thợ anh vừa thử cho các bạn xem nè các bạn. Hộp số 5 tu nha các bạn. Cái động cơ này cái quên xin lỗi cái hộp số này là của một cái động cơ Isuzu 1TL5 nha các bạn. Thì mình được cái anh chủ của hộp số này ảnh cho mình biết được cái thông tin là như vậy. Còn các bạn gắn cái máy nào thì tùy theo các bạn sử dụng. Thì cái này là mấy anh thợ máy kêu cái chuông nha các bạn. Thì giờ anh sẽ lắp ráp cái bộ phận tiếp theo của cái hộp số. Lắp cái chuông vô. Thì cái đó là anh thợ nói nha, chứ mình thì cũng chưa có. Mình thấy cái cục này nó tròn tròn, tại vì nào giờ mình mới quay cái hộp số các bạn. Đấy, anh sẽ quay cho các bạn xem là cái nguyên lý. Cái nguyên lý hoạt động của một hộp số đó. Anh muốn cho nó trơn tru và hoạt động một cách tốt đẹp, ngon lành thì anh phải thêm nhớt bôi trơn vô cho nó im nha các bạn. Thì anh sẽ tha cái dòng bên ngoài để anh lắp cái chuông vô. Thì cái đó là đây các bạn thấy không? Anh thợ này làm với kinh nghiệm rất là lâu năm nha các bạn. Anh thấy lắp ráp đưa lò xo vô và anh mới dặn vô các bạn. Bên này thì anh này anh đang rửa những cái cơ còn lại. Đây bây giờ thì mình cùng xem anh ráp vô nha các bạn. Đủ đủ. Em chịu em dính không? Hả? Dính lại à? Giờ mình đi qua đây phụ anh cái các bạn. Phải để mở bò vô mới được nha các bạn. Hồi nãy thì anh đưa vô rồi nhưng mà nó còn thiếu trơn hả anh? Thiếu cái gì? Để giữ lò xo đó nó gớt ra. Giữ lò xo để nó gớt ra các bạn để khó vô. Giờ anh lắp vô. Phải kinh nghiệm mới được. Ủa nó nằm tới đó hả anh Phong, hay vô nó không? Vô nữa, nó chưa vô được bóp. Chưa vô nữa các bạn. Giờ anh đang nghiên cứu anh coi còn cái gì không. Vô rồi. Anh gắn cái chuông tiếp theo nha các bạn. Ủa cái này ta gọi là cái chuông còn gọi là cái gì nữa không anh? Mâm ép. Hả? Mâm ép. Mâm ép hả? Mâm để mà ép. À mâm ép ha. Cái này cũng gọi là cái mâm ép nha các bạn. Nhưng mà cái tiếng của mấy anh thợ hay dùng là kêu là cái chuông. Vừa là quét vừa các bạn. Đâu? Nếu mà đây nè. Giờ anh đưa cái vô tiếp theo các bạn. Đó. Kéo qua đây nè trời. Anh lấy cái ảnh này cái là cũng kêu là cái mâm mé mâm gì mâm thế phan. Rồi đó lấy đây. Đủ tôi có lỗi với anh quá, để tôi nhịn cho. Đây để nhịn cho. Rớt cái búa rồi. Rồi, mình phải qua đây nhịn cho ảnh làm các bạn. Mấy này là mấy cục bố nè nha. Dài búa vô chưa?
Đây các bạn, cái này có cái cây thâm nhớt của hộp số các bạn. Cái này khoảng chục lít nhớt nha, cái hộp số này nè. Nhưng cũng xài nhớt bình thường giống như nhớt của máy nha các bạn. Đây là nó xài bằng ben thủy lực nha các bạn, chứ nó không phải xài giống như mấy cái loại hộp số khác. Giờ ảnh đưa mấy cái đạn vô. Giờ ảnh đóng cái nắp hồi nãy vô nha các bạn. Phải dùng tới một cái cây sắt rất là bự để đóng vô. Bây giờ anh thêm đạn vô. Anh đã thêm đạn vô các bạn, đạn đuôi á. Đây là cái bên trong của hộp số rồi các bạn. Này cái nồi phải không anh? Cái nồi, này cái nồi. Này các bạn thấy không? Mình phải chùi lào cho kỹ nha các bạn. Nãy thì cái bố này các bạn, bố ở trong đó nha. Đây là các bạn thấy không? Cái bố này anh gắn vô đấy. Trong nhông. Bố sát vô hả anh Phong à? Cho nó kêu cái lớp qua đây kìa. Đóng thì cố định này các bạn. Đây là sao ở ôm đây quay. Nó cứng luôn hả anh Phong? Khóa cho nó chết luôn. Khóa luôn nha các bạn, khóa là cho nó cố định luôn. Có cái phe hả anh Phong? Giờ thì ba anh lắp ráp vô luôn các bạn, lắp xong rồi. Bên kia anh chỉnh cái bơm. Cái bơm xong rồi. Dặn vô cái nữa xong hả anh? Này nó qua đây không bạn? Ngồi thì trả lại được. Anh có thể lý giải trên cái mặt cái gì quá anh ơi. Giờ thì hai anh này đang trong quá trình hoàn thành nha các bạn. Thì hồi nãy giờ mình cũng có quay cho các bạn xem rồi. Thợ này làm đầu cổ rất là cực khổ nha các bạn. Thợ máy là nó không có sung sướng chút nào các bạn. Tay chân nhớt nhau, thậm chí cái quần cái áo vậy luôn. Giờ anh kiểm tra để anh dặn vô các bạn. Thì anh đang quay cái hộp số để anh kiểm tra cái gì vậy? Anh đâu? Có gì đâu mạnh má.
Ủa sao quay tôi thấy không có gì vậy chạy? Đâu quay đâu mà có. Đâu rồi. Nó nhớt ra nó không nó chạy. Ủa gì quay làm gì? Quay đi quay. Quay đang để thử nhớt sao á. Để quay để thử nha các bạn. Nhớ sao nó có hơi hám gì không? Không biết được. Vô số rồi, vô số có lăn không? Không được ai. Không được ai. Nói nghe đủ mắt cái kỳ vậy. Tao gờ cái đầu hút á thì nó hít cái tay vô. Ủa cái đầu ra tới gờ rồi. Sắc lại. Cái nào? Vừa đổ nhớt mà quay quẹo lắm. Chiếc con này trước đây. Ờ, nó xuống ngoài. Đây, chậm nước nhé. Đây, đậu. Đậu, 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 vậy là quá trình đã lắp ráp và thay bố một cái hộp số đã xong nha các bạn. Cái video đến đây kết thúc nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.